Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở trong cái video này chúng ta sẽ đi chơi một con tàu khu trục, đó là con TF2000. Thì theo yêu cầu của bạn này thì rất là đơn giản thôi, đó là chơi con TF2000 full đồ huyền thoại anh em nhá. Đấy, anh em có nhìn thấy ở đây. Theo đúng yêu cầu của bạn này thì mình sẽ chơi đó là Type 40 này, Scanava. Cái này thì nó thiết kế khá giống con Draplider, cũng là 4 tên lửa, nó chia làm 2 khe, mỗi khe lĩnh 2. Rồi pháo thì sẽ là Monarch và cái ứng phóng ngư lôi. Thì có một trong hai loại thì bạn ấy đã bảo thì mình sẽ quyết định là chơi loại Type 89 anh em nhá. Trường thăng thì đó là CH1 và phòng không thì tất nhiên rồi, phòng không huyền thoại thì nó sẽ là Garpun. Cái việc mà nó sẽ có X4 cái phòng không như thế này thì anh em nắp cái Garpun thì nó rất là hợp lý rồi. G40 và cái Smart 30mm kia thì nó đều là cái đồ khóa hết. Thì cơ bản là chúng ta sẽ không thể thay đổi được hai cái đấy. Rồi chúng ta sẽ đi chiến luôn. Mình nhớ là mình cũng có một cái clip về con TF2000 này rồi, nhưng mà tuy nhiên về cái mặt bằng chung thì thôi mình cứ làm thêm một cái nó không có thừa, bởi vì những cái tàu khác thì mình làm khá nhiều rồi. Rồi hôm qua ra cái con Enterprise cho anh em rồi thì sẽ cố gắng là mình sẽ tập trung hơn về cái việc làm tàu sân bay. Tuy nhiên thì mình rất là muốn làm đó, nhưng mà tại vì là cái nick ở trong cái đồ này nó không có đủ theo như yêu cầu của anh em ấy, nhiều đồ nó bị thiếu ấy, thành ra là mình cũng không muốn làm. Vì là muốn làm thì cũng không có mà làm ấy. Đấy, chính vì vậy cho nên là mình cũng không muốn làm. Làm thì bây giờ thì chỉ có thay đổi đồ sang cái đồ khác ấy, nó không được đúng như ý của anh em ấy, nó không đúng 100% ý, thế cho nên là mình cũng không có làm. Kể như mà có cái MV Press thì ngon. Thì nói chung là anh em yêu cầu cái gì thì làm được luôn cái đấy. Mà không có thì thôi mình cứ phải liệu cơm gắp mắm thôi. À có cái gì thì dùng cái đấy. Thế anh em nào mà comment nó sát nhất những cái đồ mà mình có ấy, thì mình sẽ làm. Cái này thì anh em phải hiểu thông cảm cho mình thôi. Không có đồ mà. Trận này mình quên mất, hơi vu vơ một tí ở ngoài vấn đề. Chúng ta sẽ phải xem là đội hình của đội bạn như thế nào. Hai con khu trục, hai tuần dương, một sân bay. Mình sẽ thử bắn cái công này xem nào. Ô, mất map kìa. Hư cấu rồi ta. Đồ em toàn đồ khóa thôi, bây giờ để chơi. Rồi. Tưởng là Isakov thì em sợ, chứ còn Usakov thì em lại không sợ. Con này thì cái độ cơ động của nó cũng rất là tốt, không có gì phải quá là đáng ngại cả. Đấy, mình sẽ cố gắng đi theo cái kiểu này để tránh bị phát hiện tầm nhìn anh em nhá. Ô là thò ra với chúng tôi này, thì thò ra với chúng tôi này. Rồi, Ba City phải hơi fail nhỉ. Nhưng mà vẫn không sao. Không sao, bôi cao sẽ khỏi anh em ạ. Thế là đúng rồi hết à? Vâng, cấu được anh ấy hơn 600.000 máu, anh ấy gần chết luôn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái anh gọi là cái bia tập bắn đây, RF Nakimot. Thì là chúng ta cứ lùi như này, chúng ta xả đam thôi. Tôi chết cha rồi, bị lộ tầm nhìn rồi. Bị lộ tầm nhìn chúng ta phải chạy nhá. Mình nhìn thấy tàu sân bay rồi. Rất là thơm thịt đấy. Không có góc bắn, phải chấp nhận rồi. Anh em thấy phòng không nó ngon không? Mình quả đấy mình không hồi kịp cái bẫy mồi. Tuy nhiên thì phòng không nó tự nó phá rất là ok. Chưa có ai phải chết cả, nhưng mà đội bạn thì đảm bảo là yếu lắm rồi. Cố bắn làm cái gì không biết chứ nè. Rồi, cái Type 40 nó rơi bột một phát đầu anh. Nó nói anh ra đi về với miền đất mẹ rồi. Quả đấy mà như Nava thì chưa chắc đã chết đâu. Nhưng mà Type 40 là quẳng đấy. Đây, có anh Nakimot, một cái anh khu trục nữa ở đây này. Anh đi ra hướng này à. Em dò ra anh rồi, Usakov. Hóa ra là anh Usakov. Pop anh em ơi, pop luôn. Anh không biết là ở phía trước mặt em này có cái gì à anh. Anh không biết trước mặt em có cái gì à anh. Hy sinh cuối cùng, Rep Nakimot. Pop anh em ơi, pop luôn. Úi trời ơi, thầy nó máu trâu lắm anh em ạ. Nhưng mà không sao. Không sao thì bôi cao sẽ khỏi. Rồi, anh làm sao anh chống được 4 tên lửa của em. Phải bắn phê thực sự anh em ạ. Còn 140.000 máu nữa. Anh sân bay rồi thì cũng chết luôn ạ. Úi dồi ôi, sao đam trận này nó nhảy gớm thế anh em ơi. Lâu lâu không có clip nào mình không có thực chiến con TF2000 này, thế nó mạnh ghê rồi ta.
kiểm tra qua tí anh em nhá. G40. Cái này như kiểu dạng súng máy nhỉ. Súng máy là cái gì? Tên lửa chứ đúng không? Cái này thì đúng là kiểu tên lửa mà. Sát thương là 1040. Cái này là smart, là súng máy rồi. Cái này nó na ná kiện như cái HPG-17 anh em ạ. Sát thương 156. Ok đấy. Thấy nó phòng thủ ghê thực sự anh em ạ. Chúng ta sẽ mua tiếp trận 2. À đấy, như qua cái trận đầu tiên thì anh em có thể thấy, rất là nhìn thấy nhá, rất là rõ ràng luôn. Tức là cái này thì phòng không nó sẽ cực kỳ hiệu quả khi mà bắn ở tầm xa, tức là đón tên lửa tầm xa. Còn khi mà ở cái cự ly gần ấy thì nó lại không đỡ kịp. Đấy, tức là nó không phá kịp ấy. Thì cái con TF 2000 này cơ bản anh em sẽ chiến đấu ở cự ly xa và cái cự ly trung bình. Nó cũng rất là phù hợp với cái chất của con tàu này thôi. Một con khu trục mà 4 tên lửa đúng không? Anh em có thể đứng từ xa cự ly trung bình được, spam 2 khe tên lửa này này. Đấy, bắn từng khe một. Đã chưa kể mình còn lắp thêm 4 cái gác pun nữa, phun đồ huyền thoại mà. Đấy, anh em thấy không? Tàu sân bay nó mang bomber sang kìa. À, mình sẽ đứng đây. Hình như là có anh nào đứng đây thì phải, em vừa nhìn thấy xong. Đứng lạch rồi. Thế là chúng ta lại không có góc rồi. Núp nhanh đấy. Anh nhà anh gì? Anh ẩn tên à? Chơi thì chơi ẩn tên nhỉ. Con này tốc độ của nó ok, khoảng 24 hải lý gì đấy. Đấy, 23, 24 đấy, 24 anh em ạ. Cua thì ok nhá. Đấy, không quá lẹ nhưng mà là ổn, rất ổn luôn. Pacity, trận trước gặp Pacity, trận này 2 Pacity ạ. Ô, anh Hassan. Quái gì vậy anh? Chết không ta? Vâng, em tưởng anh chạy núp, anh lại quay ngược lại, thế này thì bằng hòa. Vâng, anh bắn thế này thì đúng là bằng hòa rồi. Em xin một cái mạng đầu tiên. Em tưởng quả đấy anh đi thẳng là anh chạy anh thoát rồi, anh lại quay lại thì. Thế thì chúng tôi lại xin lỗi nha. Còn bạn play ẩn tên này, OLED này, không nào đây. Rồi chúng ta cứ dần dần là mon men tiến tới rồi. Pop. Trời, vẫn chuẩn lắm. À, thằng tàu ngầm nó ở trước mặt kìa. Anh em cứ cẩn thận nhá. Pop cho viên nữa. Úi trời ơi, dính được 2 viên mò nát anh em ạ. Thằng tàu ngầm nó ở cái đoạn giữa đây này. Nhưng mà không sao, mình rất tự tin với cái kèo này. Mặc dù là cái con tàu ETF 2000 thì nó không có súng phóng lựu, mà với cái tốc độ này thì mình đảm bảo là mình sẽ thoát được cái sức truy kích của con tàu ngầm. Không có sợ, trận này đam nó hơi ít nhỉ. Map này nó hơi kín. Đấy, con K39 này kìa. Không lẽ thằng Tuần Dương đứng đây à? Tàu sân bay. Tàu ngầm nó nổi lên kìa anh em ơi, vã chết cha đi. Trung Quốc. Rồi. Mình xin nhá. Mình bắt được cái góc này của bạn rồi. Chết. Ôi giời ơi. Em đổi mục tiêu nhanh lắm anh ạ. Pop. Ôi, con này nó có x3 tên lửa là cũng đau lắm anh em ạ. Em tuyên bố cho anh nhá, 3 tên lửa của anh thì không thể nào đấu với 4 tên lửa của em được. Pop tiếp anh em ạ. Pop. Ý trời ơi, hơn 100.000 máu. Rồi, vẫy mồi của em thì đã hồi. Để đảm bảo là cái số phận của anh là tối như nhà chị dậu rồi. ATAKR nó chống trả cũng ghê đấy. 125.000 máu, mình vẫn đủ tự tin. Ê, em ngó làm cái em lại núp ngay. Không có cái mùa xuân đi đâu. Giờ chỉ còn hai anh đúng không? Anh chắc gì nhiều máu bằng em tầm này này. Pop. Úi trời ơi. Em chơi thế này đấy, em cứ thế này đấy. Pop. Úi trời ơi, chết cứng. Em bảo rồi, em chơi kiểu này anh chống làm sao được. Em yếu máu nhưng mà đội em nó đông. Chúng ta sẽ còn nốt bạn K39. Xử lý nốt bạn này, chúng ta sẽ lại mua tiếp trận 3. Chính vì không có súng phóng lựu cho nên mình cũng không có tự tin lắm đâu. Thì dám đi mon men từ đằng xa thôi. Và như vậy là anh rất tự tin đúng không?
Úi giời ơi, sao đấy? Sao anh nỡ lòng nào anh nổi lên cho chúng nó bắn anh? Anh cứ lặn lặn xuống một tí nữa xem nào cho em kiếm ít đam thì anh nổi lên hơi sớm. Anh nổi lên quá sớm theo kế hoạch. Có nên thay đổi gì không nhỉ? Tại vì nó yêu cầu bạn này thì full huyền thoại cơ. Bạn ấy kẹp Nava mới thay 40 ạ. Ở trận cuối đổi gió cho anh em nhá, đổi gió đi. Chúng ta sẽ vẫn là huyền thoại nhưng mà full thay 40. Mình nghĩ là anh em mà đã lắp như thế này ấy, thì full cái thay 40 nó sẽ ok. Nó cùng cái độ cao ấy. À đây. Mình thử chat xem. Trận thứ ba này mình chứ mấy trận thứ tư ấy mình sẽ mời một bạn nào đấy đi chơi cùng. Xem có ai chơi không, anh em chờ tí nhá. À đây rồi. Úi giời ơi. Vâng, hình như bạn này lần trước bạn ấy cũng đã có từng đi với mình rồi. Đấy, lần này chúng ta sẽ lại phối hợp tác chiến cùng nhau tiếp. Hy vọng là bạn sẽ đồng hành với mình trong hai trận cuối cùng. Ôi trời, tôi chết rồi, mình quên mình không nhìn bạn ấy mang tàu gì nhỉ. Cái này chắc là phải vào trận thì chúng ta mới biết được. Vai kinh nhỉ. Anh em có nhớ lúc ấy bạn ấy mang cái tàu gì không? Isakop này. Isakop rồi, ok. Úi dồi, tuyệt vời không mặt trời. Và chúng ta gặp một team 3 bên kia rất là mạnh anh em ạ. Izanami 004 và Masafuset. Bạn không phải hello đâu, tí nữa mình chết thì bạn chào mình sao cũng được. Bạn muốn đổi cái gì cũng được, đấy là cái việc của bạn. Việc của tôi là tôi cứ chơi đã, ghép tên lỏ thì thôi, chúng ta phải chấp nhận thôi. Phòng không bắn lên hỏng luôn rồi. Bạn nào đây? F127 à? À F124 chứ nị. Và chúng ta sẽ né tàu ngầm đó nhá. Đấy, ít nhất là khi mà tàu sân bay nó đưa mát như thế này thì chúng ta sẽ biết được cái hướng di chuyển của địch. Chúng ta chọn những cái mục tiêu nào mà chúng ta bắn ra không bắn mình à? Chúng ta sẽ có thể biết được là cái hướng đi của địch nó đi đâu ấy. Nhiều khi chúng ta sẽ chủ động được trong cái việc di chuyển. Vâng, tàu sân bay mình chơi quá hay anh em ạ. Bao nhiêu đam rồi? 140.000 đam rồi, tuyệt vời mặt trời. Hay lắm anh là boy ơi. À anh BQI chứ. BQI vâng, mình nhìn như là boy. What? Em làm gì để ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh bắn em nhỉ? Dụng nhá. Cứ va vớ vẩn, bố láo ăn cắp. Dám mang bomber thằng dí mình. Anh em ơi, tôi đang chờ sự góp mặt của anh em. Thằng này nó bị ngáo à? Thằng này nó bị ngáo không? Vào đây. Ôi giời ơi. Đang chờ đợi nó hồi lại anh em ạ. Úi giời ơi. Không sao. Anh em lên đến nơi rồi. Ui tôi chết rồi, anh Hamed ơi. Ui giời ơi. Khó nhỉ anh em nhỉ. Hơi khó cho team mình. Ông tàu sân bay mình kia ông hốc hết hai mạng rồi. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị đối mặt với bomber. Đây sẽ là cái mối đe dọa đối với chúng ta. Không có em mùa xuân đi đâu. Con Izanami nó, con Isakop nó chống được ngầm đúng không nhỉ? Chống được ngầm. Ôi hơi toang. Ôi múc. Ô lại nùi. What the hell. Ôi được rồi, bạn gác đó phụ ơi, bạn đi lên. Quyết đoán trong cái việc đi lên hay đi lùi lại nhỉ. Mình đang xem cái hướng của địch thôi. Bạn thiết giáp bạn có quyền đi trước mà. Tôi có thể đuổi kịp các bạn, không vấn đề gì. Trận này đam cực lỏ luôn. Không biết tại sao hôm nay bạn người giao độ phụ mình đi bạn này đen thế nhỉ. Ây da. Ghê. Đấy, anh em thấy cái phòng không không? Nó phá gần hết. Kết hợp với một cái bẫy mùi nó phá gần hết luôn rồi. Không có một cái gì cả. Quá đúng một cái nệt. Lôi vã này, bạn này là xong này. Đỡ làm sao được. Đam nó hơi lỏ tí anh em thông cảm nhá. Cố bắn ạ.
Bạn không hạ được con trực thăng của tôi thì bạn còn khổ, và chúng ta chỉ có một người cuối cùng là tàu sân bay, trong khi chúng ta chả có tí đam nào. Ây, hơi lỏ. Đây. Đờ heo, nó bắt mất con CH một mình rồi. Không sao, bạn tàu sân bay bạn chơi này là tốt rồi đấy. Chúng ta không thể nào mà đòi hỏi thêm được. Anh em thấy mình với bạn cao độ phụ có lỏ. Thằng level 52 nó chơi tàu sân bay nó chơi ok đấy. Nhưng mà không hiểu, mình không hiểu tiếng Trung Quốc, nó chat cái gì mình không hiểu. Đây sẽ là cái nguồn đam của chúng ta. Pop. Úi giời ơi. Khả năng của mình có đâm tàu anh em nhỉ? Đâm tàu cái cho nó vui ấy. Đâm tàu anh em ơi. Khả năng là đâm tàu cho nó vui. Pop. Úi giời ơi. Đâm đi anh em ơi, đừng. Để tôi đâm. What the hell? Đây là chúng ta trả được cái mạng nào. Đi bạn cao độ phụ về hơi đen. Bay là được, tàu sân bay nó chơi hay, tàu sân bay nó mà không chơi hay là hỏng đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp đi nhỉ? Bởi vì cũng chỉ còn một trận nữa thôi, chứ mình làm clip này nó hơi dài, anh em thông cảm. Mình sẽ không có thời gian đâu để mà chờ bạn ý mang tàu sân bay đâu. Thắng thua thì trận cuối chúng ta nghỉ. Không biết anh em có video xem là được rồi. Trọng đá anh em ạ, trọng đá này chúng ta nên bám theo bạn này. Có đồng đội mang thiết giáp thì chúng ta nên bám theo. Quá hợp lý. Rồi, chúng ta sẽ vào luôn. Chỏm đá. Trận cuối cùng anh em nhá. Xem nào. Đây rồi, úi rồi, anh đi sạc cốp anh đứng đây thì lại quá tuyệt vời. Vâng, đội bạn hai bên cùng đi bộ rồi. Hai bên cùng đi bộ. Úi rồi, tôi chết cha rồi, gặp bạn Việt Nam rồi. Hỏng rồi. Hỏng của anh em ạ, gặp một cái team kia nó đi cùng nhau là hỏng rồi. Đã gặp Việt Nam xong này còn gặp cái team kia đi cùng nhau chứ ạ. Nhưng mà mình nói thật là mình vẫn tự tin đấy. Tại vì đội bạn không có tàu sân bay. Mình sẽ phải sử dụng một chút tinh quái một tí. Cái trận này chúng ta sẽ không thể nào đấu theo kiểu áp sát được đâu. Theo như mình nhìn thấy cái đội hình này chúng ta nên bắn từ xa. Bắn từ xa thì nó sẽ ok hơn. Không ai dạ gì mà đi vào gần. Và bạn thiết giáp bạn có thể đi lệch lệch một tí cũng được, không như thế phải đi sát nhau đâu. Việt Nam Champions gọi tên gì? Ura. Trời ơi. Hơi ban căng trận này. Con D650 nó đi cùng mình kìa. Nó đi cùng cái hướng này là nó ok nhá. Hello người anh em. Anh em chờ tôi tí. Anh em chờ tôi tí, tôi lên check anh em đây. Úi dồi, chỗ này có người. Tuyệt vời. Thấy chưa? Ủa, vẫn chưa thấy kìa. Tôi chết rồi. Anh Aera, anh có thể lên check được không? Bây giờ em check em lại mất cái hướng di chuyển của em. Đấy rồi. Thí sinh đầu tiên nói cái mặt ra. Chúng một mỗi viên Monarch kìa. Và chúng ta lại mất góc rồi. Chúng ta lại mất góc rồi. Wow, bắn nhau trong này đông lắm anh em ạ. Đội của địch sẽ rất là mạnh khi mà đối đầu ở cái trong này. Đờ heo thì chết rồi. Bị lộ tầm nhìn cả, chúng ta phải lùi lại ngay. Không ở lâu được đâu. Ở lâu là kết châu hóa bùn. Gì đây? Anh hùng à? Được. Hảo anh hùng. Anh em đi cùng nhau nó hợp lý đúng không? Đội bạn nếu mạnh đến mấy thì cũng tan thành mây. Dạy khờ thờ ấy. Cái gì ạ? Anh em hỗ trợ bạn này. Hay quá. Hốp. Ôi nó núp nhanh hết ta. Anh cứ yên tâm đi. Đội em yếu. Chúng mình yếu nhưng mà đội chúng mình đông. Thế là được rồi. Nằm xuống với chúng tôi. Không có cái mùa xuân đi đâu. Vâng, đây sẽ là một cái trận đấu phối hợp cực kỳ hay cho anh em xem. Thiết giáp quay ngược lại. Úi giời ơi. Cầu máu đi anh em ơi. Cầu máu đi. Cốp. Úi giời, hay lắm anh em ơi.
trong trận đấu như thế rồi thì chúng ta lại chặn đội hình của bạn. Không, tôi chết rồi. Ôi, đội hình của đội bạn hỏng hết rồi. Mình không được đam nào luôn, không được mạng nào luôn. Bây giờ thì anh Pacity, anh có thể yên tâm anh nhỉ? Yên tâm anh nhỉ? Xin đính biệt cô. Rất là xin lỗi anh em nhá. Ôi, mình vừa mới định bảo là anh Gao Độ Phụ, mình lại nói nhầm ra anh Pacity. Mình bảo là anh có thể yên tâm nằm xuống được rồi. Tôi biết là kiểu gì anh cũng chết. Thằng này em ra em đâm luôn nha. Trận trước em không đâm được, trận này em cố em đâm nhá. Xin phép anh em là cho đâm thằng này, tôi không bắn. Mày chơi tao này. Đấy, quả đấy mình phải đâm thì mình mới được cái mạng đấy anh em ạ. Không, khả năng là lại dễ không mạng lắm. Rồi thì trận này, trận cuối nó hơi nhanh một tí. Nhưng mà thôi không sao, dù sao mình cũng chơi cho anh em 4 trận rồi. Đấy, mình đã chơi cho anh em 4 trận thì con tàu TF2000. Xin phép anh em rời khỏi đội đã. Đấy, thì con tàu này là một con tàu mà anh em nên bắn ở cự ly trung bình và cự ly xa. Với cái đồ huyền thoại như thế này thì bắn ở cự ly xa nó sẽ rất là ok. Còn hạn chế đấu ở cự ly gần nhá. Đặc biệt là khi anh em đối đầu phải tuần dương hoặc thiết giáp, nên tránh nha. Tránh đối đầu ở cự ly gần, như vậy là ok nhá. Rồi, và cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video sau.